làm 21 bậc hay bao nhiêu bậc? Mình đang tính mình trả chiếu bộ chiếu à, treo chiếu thì để làm 23 bậc cho nó cao vì là ở quê mình như là hay. Nhưng mà cái bậc anh cái bậc chiếu nghỉ em phải tính nha, đừng cái chéo này lên em bước lên chỗ này nó hay bị bấp á. Bây giờ nó có nhiều cái chiếu, bây giờ nó để vuông luôn, nó chỉ bo một cái góc này cái chiếu nghỉ á. Chứ không anh bổ như này là lúc mà bước lên nó chịu đúng được như cái thằng này. Tức là đúng rồi, mình bổ mình tính bộ ngang này bước lên cái bước nhịp bước nó vướng lắm. Nhưng mà đang tính bổ đấy, bổ xấu lắm. Tính anh cứ đưa chiếu nghỉ cho nó vuông lên xong bắt đầu anh phát một góc đâu này hoặc là anh bồi thêm ở trên hoặc bồi để dưới cái bậc nó nhỏ lại. Ví dụ như 21 bậc đúng không? Vâng. Thì các bậc là đều là 17 phân. Thì cái bậc trên kia thì nếu mà nó thừa còn bao nhiêu rồi thì trên học thấp hơn chứ. Chứ không anh đo theo độ chia ra đều mà. Tầm đấy. Chia thế kia thì thường người ta họ đi thì họ đi vào giữa, ví dụ như cái bậc chéo này thì họ đi vào đi đây, họ bước vào đây, họ đi lên đây. Hôm vừa rồi em nhớ em có coi cái cách mà bộ chiếu nghỉ mà để vuông như này đẹp lắm này. Để vuông mình để một viên hoa văn ở trên trống đồng em. Để vuông được, để vuông thì làm 21 bậc thôi. Đấy, 21 đồng cái này rồi, 21 bậc là số lẻ. 21 đồng, 21 đồng 23. Đúng rồi, 21 mà 23 là số. 21 thì tức là 23 thì nó sẽ được là 3 là 9. Không, 23 là 9. Còn 21 thì 21 bậc thì đứng ở trước sinh thì 21 đúng rồi. Thì mình làm bậc 17 thì nó vào là khoảng tầm 3 mét, 3 mét 6. Bao nhiêu đứng mà trừ 23. Và nó 57. 3. Tại vì em biết sao, tầng 9 nó có thể thấp hơn tầng cao, để cao thì mà tầng cao đấu lên tầng đâu có 2 tầng nữa mà. Đúng rồi. Tầng cao để lên một tí. Vâng. Đã được. Vậy thôi để cái chứng nghỉ ô đi nó đẹp hơn. Chứ chứng nghỉ kia đi vướng lắm. Chứ nhưng mà nếu mà đua ra đấy thì em xoay cầu thang sang bên này, bên cái vách phòng thờ này cũng được. Thì nó sẽ bằng cái đường. Cầu thang sao xoay được? Vẫn phải để chiều ngược kim đồng hồ này. Cái cầu thang không tính theo chiều kim đồng hồ đâu, cầu thang để tính theo cung vị thôi. Có nghĩa là cầu thang người ta tránh đặt vào cung vị Tây Bắc. Có biết không? Vâng. Hoặc là nhà nào cũng vậy, đặt vào cung vị Tây Bắc chính quý nó tốt hơn Việt Nam. Cầu thang nó đi đâm thẳng vào phòng cửa phòng không liên quan. Không liên quan. Cầu thang nó chỉ là cái nơi là nó giống là cái nơi để mình giao thông đi lại trong nhà thôi. Vâng. Thì nó giống như là con đường mình đi lại thôi, làm sao nó thuận tiện, nó không chiếm cái các cung vị như cung cảng. Đấy. Thì bây giờ mà bảo mà cứ cầu thang đi theo chiều này đi theo chiều kia, mỗi hướng mỗi nhà cái chiều nó khác nhau, mỗi cái cung vị nó khác nhau, không có tính theo như vậy. Cứ giờ cứ tập quân là xong rồi. Dạ đúng rồi, anh cứ thế hoàn vẽ ra thôi. 3385. À đúng rồi, anh ghi lại đi, khỏi quên. 3385 này. Đánh dấu cái điểm đó. Đánh dấu cái điểm đó luôn anh. Đây, dạ. Đây, đây. Rồi. Độ chiều thì... 3m385. Chỉ được cái bờ tường á. Đó, anh đánh kéo từ đó ra thì anh phải bằng cái thước này nè. Căng theo cái móng cái tường nhà mình thẳng theo sợi dây này nhá. Đấy, còn chừa bên đó thì chừa bao nhiêu chưa? Đúng rồi. Chính xác. Còn bên trong méo kệ nó nhá, chỉ yếu thẳng theo dây này. Anh đo 3 điểm đi. Điểm đó, điểm giữa, điểm đầu. Đúng rồi. Đây lên đây, được này, đây này. Đây nó chưa? À, rồi anh đo điểm nào cũng được không? Đo điểm đầu, điểm cuối, điểm đầu cuối chốc chiều là mình đo đầu kia ra 3385 đấy, này đầu này. Thì anh cứ căng hẳn 3 điểm đấy. 3 điểm. Kiểu gì nó trẻ giống nhau. Hai chín tám chín sáu đúng rồi. 2996. Đúng rồi. Càng lên càng nhỏ lên nhé. Bên kia là 3385. 3385. Đúng rồi, đâu là miếng. Đấy, 2685. 2681. Hết rồi em. 2681. Đấy, chừa cái đuôi bao nhiêu mét là chừa tới đấy thôi hả? Tới đấy. Dạ. Thế chừa đấy lên. Dạ. Nó ở tới đây. Ok. Tức là cái mặt cái đường thái này mình sẽ tới thái cái điểm này. Thái lên ra chứ. Đó, vậy là giờ anh cứ xây theo như vậy thôi nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đó, này. Tức là chốc chiều mình đánh họ dưới xong rồi mình đánh một đường sợ mình vào đây đánh song song cái đường này. Đúng rồi, anh mất đánh. Anh bây giờ nè. Bây giờ em chỉ dây này, anh cứ đánh xong kiểu của anh không quan trọng. Đúng rồi, không quan trọng là lúc mà anh lên bóng ở dưới nó không tính đâu nha. Tính từ mà cái tường mình xây á. Lúc tường xây mình là kéo làm sao số nào độ nó ra cái bằng số đó. Đã ra 19 độ. Hiện tại là mình đang lên hồ sơ là lấy 19 độ. Thì bây giờ anh kéo làm sao đến lúc mà xây lên tường là từ đây đến cái điểm đó, ba cái điểm đó là ra đúng cái số này. Để cho nó thẳng 19 độ. Là nó phải là chỗ trong nhà nó không bị sai. À vậy thôi chứ có gì đâu. Đấy.
đấy thì hôm nay là tháng này thì nó khổ lắm á, bữa chiều nhào quá tôi biết. Có cái máy này họ đánh mới được, còn dạ. Mình hãy dùng điện thoại nó không chính xác đâu. Qua đây thì xoay rồi thì sao đánh dạ. Được thì phải có latin này, có dụng cụ nó đo chính xác được. Nhưng còn điện thoại ví dụ nó đầy pin nhá là nó số độ khác, nó hết pin thì số độ khác, rồi hãng này thì nó khác, rồi phần mềm này nó khác, nên là đo nó không chính xác. Rồi đến lúc nhảy vô là nó lệch số độ thì ra công lại cho nó sai đó, nên là khi mà sai lưu ý là đã xác định từ đầu thì phải làm đúng số độ đó. Vậy hôm nay mình căng lại đây là nó như dạ. Thế đâu khi đến bên nhỉ? Đánh con đầu này phát được. Con đầu này phát thì xong là mình lấy xuống, mình lấy một đường xong xong rồi từ đây thì sau con một thì ra. Rồi. Anh còn hỏi gì nữa? À cái phòng thiếu cái phòng của em ấy, phòng cầu thang đấy. Dạ. Cầu thang là lông lên cái lôi anh không có họ vẫn được phải không? Vẫn được. Đấy. Có nghe anh muốn theo chụp cái gì sân bậc nhà nó cao hơn. Thì bảo nhà cao đi. Mày thì thấp quá. Không phải thì nó thấp quá. Anh làm 21 vào. Mình đang tính mình sẽ chiếu bộ chiếu treo chiếu thì làm 2-3 bậc cho nó cao vì nó ở quê mình như là hay. Nhưng mà cái bậc anh cái bậc chiếu nghĩa em phải tính nha, đừng cái chéo này lên em bước lên chỗ này nó hay bị bấp á. Bây giờ nó có nhiều cái chiếu, bây giờ nó để vuông luôn, nó chỉ bo một cái góc này cái chiếu nghĩa chứ không anh bổ như này là lúc mà bước lên nó chịu đúng được như thằng này. Tức là đúng rồi, mình bổ mình tính bộ ngang này bước lên cái bước nhịp bước nó vướng lắm, nhưng mà đang tính bổ đấy, bổ xấu lắm. Tính anh cứ đưa chiếu nghĩa nó vuông lên xong bắt đầu anh vát một góc đâu này, hoặc là anh bồi thêm ở trên hoặc bồi để chứa cái bậc nó nhỏ lại. Ví dụ như 21 bậc đúng không? Vâng. Thì các bậc là đều là 17 phân. Thì cái bậc trên kia thì nếu mà nó thừa còn bao nhiêu rồi thì trên học thấp hơn chứ. Chứ không anh đo theo độ chia ra đều không ạ? Chia thế kia thì thường người ta họ đi thì họ đi vào giữa, ví dụ như các bậc dạ. Chéo này thì họ đi vào đi đây họ bước vào đây họ đi lên đây. Không vừa rồi em nhớ em có coi cái cách mà bộ chiếu nghĩ mà để vuông như này đẹp lắm này. Để vuông mình để một viên hoa văn ở trên trống đồng em thử đấy. Để vuông rồi để vuông thì làm 21 bậc thôi. Đấy, 21 đầu cái này rồi, 21 bậc là số này. 21 dập, 21 dập 23. Đúng rồi, 21 mà 23 là số. 21 thì tức là 23 thì nó sẽ được là 3 cái 9. Không, 23 là cái 9. Còn 21 thì 21 bậc thì đứng ở chữ sinh thì 21 đúng rồi. Thì mình làm bậc 17 thì nó vào là khoảng tầm 3 mét 6. Bao nhiêu đứng là trừ 23. Bao nhiêu 57 3. Tại vì em biết sao, tầng 9 nó có thể thấp một xíu, tầng cao để cao nhưng mà tầng cao đấu lên tầng đâu có hai tầng nữa mà. Đúng rồi. Tầng cao để lên một tí. Vâng. Hay được. Vậy thôi để cái chữ nghĩa đi nó đẹp hơn. Chứ chữ nghĩa kia đi vướng lắm. Chứ nhưng mà nếu mà đua ra đấy thì em xoay cầu thang sang bên này bên cái vách phòng thờ này cũng được. Thì nó sẽ bằng cái đường. Cầu thang sao xoay được? Vẫn phải để chiều ngược kim đồng hồ này. Cái cầu thang không tính theo chiều kim đồng hồ đâu, cầu thang để tính theo cung vị thôi. Có nghĩa là cầu thang người ta tránh đặt giống cung vị Tây Bắc. Đúng không? Vâng. Hoặc là nhà nào cũng vậy, đặt cung vị Tây Bắc chính quý nó không tốt cho người Việt Nam. Cầu thang nó đi đâm thẳng vào phòng cửa phòng không có liên quan. Không liên quan. Cầu thang nó chỉ là cái nơi là nó giống là cái nơi để mình giao thông đi lại trong nhà thôi. Vâng. Thì nó giống như là con đường mình đi lại thôi, làm sao nó thuận tiện, nó không chiếm cái các cung vị như cả. Đấy. Thì bây giờ mà bảo là cứ cầu thang đi theo chiều này đi theo chiều kia, mỗi hướng mỗi nhà nó chiều nó khác nhau, mỗi cái cung vị nó khác nhau, không có tính theo như vậy. Cứ giờ cứ tập quân là xong rồi. Dạ đúng rồi, anh cứ thế theo anh vẽ ra thôi. Chứ đừng có thay đổi làm gì.